xin kính chào quý vị đã đến với kênh sống hạnh phúc quý vị thân mến khi cuộc sống con người ngày càng được phát triển mục tiêu sống càng tầm cao cùng lúc đó mức độ hài lòng giảm đi dù thanh xuân chúng ta trải qua có phần trầm tĩnh hoặc phồn thịnh đến đâu thời gian luôn trôi đi vô cùng nhanh chóng nhiệm vụ mà chúng ta cần thực hiện là đạt được mục tiêu sống trước khi vượt qua một ngưỡng tuổi cụ thể tại mỗi giai đoạn mục tiêu cũng khác nhau trong tuổi trẻ một số sẽ bám giết theo đuổi niềm vui và đam mê trong khi khác lại tập trung vào những ước mơ và mục tiêu cụ thể tuy nhiên đến một ngưỡng tuổi nào đó thời gian không còn phù hợp để vùng vẫy phấn đấu mà thay vào đó chúng ta hướng mắt đến những thành tựu đã đạt được để thấu hiểu cuộc sống sau này. Quý vị thân mến, đời người dài ngắn cũng chỉ có trăm năm. Trên hành trình ấy, 20 tuổi là sống với thanh xuân, 30 tuổi là sống cùng sự nghiệp, 40 tuổi sống bằng trí tuệ. Còn tuổi 50 mới là cuộc sống đích thực của mỗi người. Nếu trái tim tuổi đôi mươi như con suối, trái tim tuổi ba mươi như dòng sông, trái tim tuổi 40 như tháp gành cuồn cuộn chảy thì trái tim người 50 tuổi lại như biển rộng mênh mang. Người 50 tuổi tâm đủ tĩnh, nghĩ đủ sâu, lòng đủ lắng động. Với họ tài sản lớn nhất lúc này không phải là nhà cao cửa rộng mà là bốn thứ tài sản sau đây. Nếu nắm chắc trong tay thì nửa đời người còn lại chúng ta sẽ sống an nhiên hạnh phúc. Tài sản thứ nhất là sức khỏe. Câu ngạn ngữ nói rằng khi ở tuổi 50, con người có thể đoán biết được về bệnh tật. Trước tuổi này, người tìm bệnh, sau tuổi 50, bệnh tật có thể tìm đến mình. Vì vậy, khi bước qua tuổi 50, nếu không bị bệnh, chắc chắn người đó có phúc khí lớn. Bà Dung là một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Khi còn trẻ, bà rất ít để ý đến việc chăm sóc bản thân, đi làm quên ăn đúng giờ, hiếm khi tập thể dục và không thường xuyên đến bệnh viện khám sức khỏe. Do chế độ ăn uống không điều độ, nên cân nặng của bà Trần ngày một tăng. Nhiều lần bà phải nhập viện vì cao huyết áp. Mặc dù có hai cậu con trai, vô cùng hiếu thảo đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng việc chăm sóc bệnh nhân trong khi ngày ngày vẫn phải làm việc rất vất vả ngay cả những đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất đôi khi cũng có thể thiếu kiên nhẫn chưa kể chúng còn có gia đình phải chăm sóc một lần bà dung tình cờ nghe được lời phàn nàn của con trai cả rằng vì chăm sóc bà nên anh ấy đã gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, không có thời gian chăm sóc con cái như trước. Kể từ đó, bà Dung bắt đầu rèn luyện sức khỏe. Trong nửa năm, cân nặng của bà Dung bắt đầu giảm xuống, làn da của bà ngày càng tốt hơn, huyết áp cũng được kiểm soát tốt. Đến nay, bà hiếm khi bị ốm. Từ đó, con cái bà không còn phải vất vả chăm sóc mẹ ốm nữa. Thay vào đó, các con có thời gian cho công việc, chăm sóc gia đình và đưa các cháu đến chơi với bà thường xuyên hơn. Đối với tất cả chúng ta, sức khỏe có giá trị vô cùng quý báu, đặc biệt là khi bước vào tuổi trung niên. Sức khỏe đích thực là tài sản quý báu nhất. Vì sau tuổi 50, thiếu sức khỏe sẽ dẫn đến những tình huống bất chắc đồng thời đối mặt với chi phí không kế hoạch. Những khoản chi tiêu đáng kể này có thể tích tụ theo thời gian, gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và thậm chí gây đổ vỡ mối quan hệ. Mặt khác, có một cơ thể khỏe mạnh giúp giảm bớt áp lực cho con cái. Đó là lý do tại sao ở độ tuổi 50, chúng ta cần đặt ra một góc nhìn mới về cuộc đời. Mặc dù chưa được gọi là người già, nhưng sức khỏe không còn đầy đủ như trước đừng để lãng phí sức khỏe cho những thứ vụn vặt tiền bạc không thể mua được sức khỏe đừng đánh đổi sức khỏe cho tiền bạc bởi cuối cùng tiền cũng chỉ để dành để mua thuốc hãy biết tận hưởng cuộc sống và trân trọng sức khỏe ở tuổi này sức khỏe mạnh mẽ chính là tài sản vô giá tài sản thứ hai là gia đình Tôi là một người đàn ông nổi bật, với ngoại hình ưa nhìn, và thành công trong việc kiếm tiền. Vì vậy, có một vợ xinh đẹp và con ngoan là điều dễ dàng đối với tôi. Vợ tôi là người thông minh và hiểu biết. Cô ấy không bao giờ bất mãn với việc tôi tiếp xúc với nhiều phụ nữ trong công việc. Sự tôn trọng và tình cảm gia đình là điều cô ấy luôn đặt lên hàng đầu. Suốt 7 năm, vợ chồng tôi sống hạnh phúc với cuộc sống bình dị đủ đầy mặc dù tôi luôn lao vào công việc kiếm tiền đôi lúc thậm chí phong lưu nhưng tôi luôn giữ trong giới hạn và biết trở về nhà tuy nhiên cuộc sống của tôi đã thay đổi khi tôi dấn thân vào những cuộc chơi nguy hiểm hơn hậu quả không thể lường trước là cô người tình của tôi đã mang thai mọi việc không thể che giấu mãi và sự thật đã nảy ra. Vợ tôi sốc và bất tỉnh khi biết về sự phản bội này và quyết định đệ đơn ly hôn. Trong tình hình khó khăn, vợ tôi quyết định ly hôn và cô ấy cảm thấy cần phải có một danh phận cho đứa trẻ. Mặc dù tôi cố gắng van xin và thay đổi, nhưng vợ tôi đã quyết định chấm dứt. Phiên tòa ly hôn đã kết thúc tôi chỉ có thể nhìn vợ dẫn hai con rời đi những tháng ngày sau đó tôi chưa từng có một gia đình để về dù rằng tôi vẫn phải ở cạnh nhân tình để chăm sóc đứa trẻ nhưng chúng tôi không thể hạnh phúc sau đó cô ta cũng bế con rời đi trước khi đi cô ta nói tôi không xứng đáng làm chồng sống cạnh người đàn ông vô hồn như tôi quá hoang phí đời cũng không sai một kẻ từng tự tay đập nát gia đình của mình thì sao còn xứng đáng làm chồng của ai? Bây giờ đây đến độ tuổi 50, tôi vẫn có tiền, có địa vị, nhưng tôi luôn cảm thấy mình chẳng có gì cả. Tuổi già ập đến với bệnh tật dày vò và cuộc sống trước mắt cứ mờ nhạt đi. Tôi chỉ muốn có một gia đình để về, một người bạn đời để bầu bạn, một tuổi già bên con cháu. Tôi từng có vợ, nhưng giờ cô ấy đã là vợ người khác tôi cũng có con nhưng chúng chưa bao giờ muốn gần bên tôi chúng cho rằng một người đàn ông ngoại tình sẽ không dạy cho chúng được điều gì tốt đẹp tôi mới nhận ra rằng thất bại lớn nhất của đàn ông chính là cuối đời chẳng có gia đình vợ con lầm lũi không một nơi ấm áp để về quý vị thân mến Gia đình chính là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Vợ chồng đôi lúc không thể tránh khỏi những va vấp. Có khi không hòa hợp, thậm chí nhiều lần tưởng chừng sẽ buông tay. Nhưng sau tuổi 50, bạn sẽ thấy hạnh phúc khi có người bên cạnh đồng hành cùng mình. Chỉ khi có tình cảm sâu sắc và hiểu nhau, chúng ta mới có thể cùng nhau trải qua nhiều khó khăn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống sau này gia đình hòa thuận chính là động lực của con cái trong cuộc sống khi chúng mệt mỏi được trở về nhà là nơi bình yên được thấy bố mẹ sống êm ái bên nhau chính là hạnh phúc với những người bước vào tuổi trung niên một gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc với con cái trưởng thành và một gia đình lớn hòa thuận đoàn kết yêu thương là niềm hạnh phúc vô giá không thể mua được bằng bất cứ khối tài sản nào đây cũng chính là nguồn sức mạnh để họ vượt qua khó khăn và thử thách của cuộc sống tài sản thứ ba là một khoản tiền đáng kể trong thời trẻ chúng ta dồn sức để xây dựng sự nghiệp tuy nhiên mục tiêu kiếm tiền về sau là để đảm bảo tuổi già để có cuộc sống thoải mái mà không phải lo lắng về nguồn thu nhập hay quan tâm đến ý kiến người khác tuy với sức khỏe và tinh thần suy giảm khi đến tuổi nghỉ hưu nguồn thu nhập cũng giảm dần nhưng không ít người vẫn phải gánh vác trách nhiệm của con cái là cha mẹ việc chăm sóc và giáo dục con cái là trách nhiệm cần thiết nhưng cũng cần cân nhắc để không đổ hết tài sản cho con cái mà quên đi chuẩn bị cho tuổi già có thể có người nghĩ rằng tài sản của họ sau này sẽ không còn giá trị vì cuối cùng cũng sẽ được để lại cho con cháu nhưng thực tế không phải vậy mỗi người sau tuổi nghỉ hưu vẫn cần có sự dự phòng tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày và sự thoải mái hiện nay nhiều trường hợp khi con cái đã tự lập và có cuộc sống riêng họ không thể cam kết chăm sóc tận tâm cho bố mẹ khi về già vì vậy việc dành chút tiền dự phòng cho nhu cầu cá nhân là cần thiết không ít người sau khi con cái lập gia đình lại đối mặt với việc hết tiền do đặt niềm tin quá lớn vào con cái họ để con cái quản lý tài chính và thường không còn gì dành riêng cho bản thân tuy nhiên sau khi giao quyền quản lý tài chính cho con cái, chúng thường trở nên thay đổi. Ngay cả chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng dần trở nên eo hẹp hơn. Do đó, xung đột về tài sản thường xảy ra, gây ra sự bất đồng quan điểm. Điều này có thể dẫn đến xung đột gia đình. Với cha mẹ cho rằng con cái không hiếu thảo và con cái cho rằng cha mẹ thiếu sự thấu hiểu về khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Càng về sau, gia đình có thể trở nên dạn nứt và chia cắt. Để tránh tình trạng này, ở tuổi 50, việc có phương án dự phòng cho bản thân, đặc biệt là để dưỡng già, là vô cùng quan trọng. Điều này giúp chúng ta có khả năng tự quản lý cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào con cái hay người thân. Một ví dụ điển hình là bà Tử. Năm nay đã 60 tuổi, chỉ có một cậu con trai đã lập gia đình. Mặc dù con dâu đã chọn sống riêng để có sự tự do, bà Tử không bực tức vì bà đã dành thời gian để tích góp tiền tiết kiệm riêng. Bà Tử đã sử dụng phần tiền này để trang trải chi phí mổ mắt và không gánh thêm gánh nặng cho con trai và con dâu. Bà cảm thấy an ủi khi con dâu nghỉ để chăm sóc mình trong thời gian mắc bệnh. Tuổi 50 không đòi hỏi sự xa hoa như những ngôi nhà lớn hay xe hơi sang trọng. Thay vào đó, nó đề cập đến việc chuẩn bị một tài sản dự phòng trong tay. Điều này đặc biệt quan trọng cho những người có độc lập tài chính, giúp họ thành thơi hưởng thụ cuộc sống khi về hưu. Sự quan tâm và chăm sóc từ người thân cũng giúp cuộc sống sau tuổi nghỉ hưu không cô đơn và phụ thuộc tài sản thứ tư là cuộc sống tinh thần lạc quan và đầy cảm xúc cuộc sống tinh thần và cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành tư duy và lý trí của con người tình trạng tâm trạng tốt giúp chúng ta vượt qua khó khăn giữ vững lập trường sống và làm việc sáng suốt điều này chứng tỏ Tâm trạng tốt chính là liều thuốc kích thích tốt nhất, giúp chúng ta vượt qua mọi thách thức. Ngược lại, những người không thể kiểm soát cảm xúc sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cảm xúc tiêu cực không chỉ tác động đến tâm trạng và sức khỏe, mà còn làm ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ, gây áp lực và sự phân cách. Khi đạt đến tuổi 50, chúng ta nên tận hưởng những ngày tươi đẹp và sống vui vẻ không nên dành quá nhiều tâm trí để so sánh với thành công vị trí và lợi ích vật chất chớ băn khoăn làm sao cho con cái xuất sắc như người khác quan trọng hơn chúng ta nên so sánh khả năng sống hạnh phúc và khỏe mạnh của chính bản thân mình hạnh phúc là một quá trình tự tạo nó nằm trong khả năng của chúng ta tự mình tìm kiếm và xây dựng. Bằng cách duy trì một tâm trạng thoải mái và yên bình, chúng ta có thể tận hưởng mỗi ngày với sự lạc quan và thanh thản. Ở tuổi 50, đời sống tinh thần lạc quan là một khoản tài sản quý giá. Chúng ta nên bảo vệ tâm trạng tốt này, vì tâm trạng vui vẻ giúp chống lại bệnh tật và thậm chí giúp tăng khả năng hồi phục. Một ngày không có phút giây nào vui vẻ là một ngày lãng phí. Ngay cả một phút giây vui vẻ cũng có thể mang lại lợi ích to lớn. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng tuổi 50 đánh dấu một bước chuyển ngoặt trong cuộc đời. Đây là thời điểm mà cuộc sống được chia thành hai giai đoạn quan trọng. Trước tuổi 50, chúng ta thường phải đặt nền móng cho tương lai, vất vả với việc tạo lập vị trí trong xã hội và nuôi dưỡng gia đình. Tuy nhiên, sau tuổi 50, khi nền tảng kinh tế vững chắc hơn, đây mới là thời gian quý báu nhất để tập trung vào bản thân. Hãy vượt qua nửa cuộc đời còn lại mà không biết mệt mỏi. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng sự hài lòng và sức khỏe tại tuổi này đã đủ để tạo nên niềm hạnh phúc. Không có sự vật nào có thể thay thế phần cuối video hôm nay. Kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bà ra đi ở tuổi 81, các con ở xa, nên ông bơ vơ khi đang độ tuổi 80. Một mình giữa ruộng vườn mênh mông và căn nhà trống hoác. Một mình ông với niêu cơm, năm thì mười họa có cháu ghé qua, thăm nom nói vài ba câu chuyện rồi mọi thứ trở về với sự tĩnh lặng đến u ám. Ngày rỗ đầu bà, con cháu kéo về đông đủ, thấy bóng ông tiểu tụy, niêu cơm trồng trơ, trên chiếc bàn cũ với chén mắm, vài quả cà, mùi ẩm mốc khắp căn nhà, chẳng còn những ấm cúng như khi còn bà. Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, ngay sau bữa rỗ, cháu con trở về nơi chúng sinh sống ông lại một mình một bóng sân ngõ đã chớm mọc rêu cỏ ngoài vườn mọc cao ngang thắt lưng mọc lan cả tới trái nhà bỗng một ngày thấy ông gọi người tới bán hết vườn cây cảnh mà ông đã bỏ công chăm chút hàng chục năm dòng một bữa ông gọi đứa cháu họ tới giao chìa khóa nhà nhờ trông nom giúp ông lên ở với cậu con trai trên hà nội vâng ông lên đó có con cháu trông nom sớm ngày vui vầy chứ ở một mình cô quạnh thế cũng đáng lo ngại lắm người cháu thầm nghĩ như mừng cho ông những ngày đầu thật vui như hội những bữa liên hoan các con cháu biết ông lên hà nội chạy tới thăm hỏi liên tục rồi quả cáp quần áo đủ thứ ông vui ra mặt ít bữa sau ông ở nhà một mình các con cháu đi làm và đi học cả. Ông được giao một mớ chìa khóa với những lời dặn dò kỹ lưỡng, nào là phải khóa cửa, khóa cổng cẩn thận, nào là không được mở cửa cho người lạ vì toàn phường lừa đảo thôi, không thật thà như người quê đâu. Rồi thì là ông đừng một mình ra đường, ở đây sẽ cộ như điên, nó xô vào thì khổ con khổ cháu. Ông nghe ù hết cả tai. Chúng nó đi từ sáng sớm đến tối mịt mới thấy về. Cơm chưa cắm sẵn với thức ăn trong tủ lạnh. Ông muốn ăn gì thì nấu. Tối chúng về thì ồn ào tắm rửa. Vội vá bữa cơm. Chẳng kịp hỏi ông vài câu chiếu lệ. Quanh quần trong căn nhà vài chục mét vuông. Bốn bể khóa kín. Muốn bước chân ra phố thì qua hai lần khóa cửa. Hai cái khóa cổng. Mà với con mắt kẹm nhèm thì chẳng thể nào luồn tay qua khe cổng mà mở hay khóa được. Thành ra ông chịu chôn chân trong căn nhà chật hẹp, với bốn bức tường, kín mít. Căn nhà nhỏ nhưng ngăn nắp, mọi thứ sạch sẽ chứ chẳng giống ở quê. Cái son nổi cũng chẳng bám bụi, bỗng ông thấy cái chảo đen xì treo trên móc. Thôi thì rảnh việc, đem cái búi chùi nổi ra đánh cho sạch. Hì hục cả buổi, cũng làm cho cái chảo chống dính sáng bóng gớm đau sụn cả lưng nhưng ông cũng nghĩ làm được chút việc giúp con khi con về ông mang cái chảo ra khoe chiến tích thì người con trai mặt như méo đi giấu vội cái chảo vào góc chắc sợ vợ nhìn thấy ôi cái chảo chống dính giờ sáng bóng chỉ để rang cơm được thôi có lần chẳng may hết nước uống Ông thấy cái ấm điện liền đặt lên bếp ga, nhưng loay hoay có thể bật được bếp, đành phải nhịn khát đến tối. Cô con dâu về thấy ấm điện đặt trên bếp ga thì la lối um sùm, mãi ông mới run run nhận là đã làm việc đó. Cô con dâu mừng ra mặt, vì đã khóa ga, chứ không thì toi cái ấm điện. Một bữa cậu con út ghé thăm, ông dặn cậu tháng tới cho ông về làm dỗ bố gớm có cái dỗ mà ông làm quan trọng quá già cả đi lại khó khăn đợt này bận quá không biết có về được không thôi bố cứ ở lại con làm mâm cơm cúng ông ở nhà đã có các chú cúng cũng được người anh đỡ lời ông im lặng một lát rồi cả quyết không được tôi phải về cúng bố tôi các anh muốn cúng dỗ ở đâu tùy các anh. Các anh không đưa về, thì mai tôi đi bộ về một mình. Cha, cha, gây to, ai mà dám để ông đi bộ về chứ? Ông về dỗ, mà thấy ông vui cứ như là Tết. Mấy cô cháu gái thấy ông có vẻ gầy xanh hơn trước, nhưng vẫn xã giao khen ông béo trắng cả già. Cơm nước Hà Nội khác hẳn cơm quê ông nhỉ ông im lặng cười trừ. Xong dỗ cũng có thấy ông đi, còn bắt con cháu mua sắm xong nổi, vật dụng. Mấy ông xóm giềng sang thăm chơi, chuyện trò rôm già. Ông bạn nối khố thì trầm ngâm bảo rằng, ông lên với con thì vui, vì có con có cháu hầu hạ, nhưng chúng tôi thì buồn, vì vắng ông, nhiều lúc nhìn căn nhà trống hoác mà nhớ quá bỗng ông bảo thì khi nó về đón tôi lên cũng nghĩ thế nhưng chuyến này tôi ở nhà với các ông đây mọi người ngạc nhiên hỏi dồn ông chậm rãi bảo ở nhà tự do muốn ăn muốn chơi tùy mình lên với chúng nó khác đéo gì đi ù ra dạ chúng nó khóa về chúng nó khóa muốn đi đâu chẳng được muốn làm gì chẳng xong mà mình có tội gì đâu mấy cụ già ngớ ra một lúc rồi chợt hiểu thì ra việc dỗ chỉ là cái cớ cứ như là ông vượt ngục trở về vậy may mà tôi chưa bán nhà nên còn